Xin chào các thành viên của đại gia đình Eurowindow. Chào mừng quý vị đến với bản tin Eurowindow News, nơi cập nhật những thông tin nổi bật nhất trong tháng. Thưa quý vị, sau thời gian đỉnh điểm giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19, guồng quay cuộc sống làm việc và sinh hoạt thường nhật đã dần quay trở lại. Thời điểm mà dịch bệnh qua đi cũng là giai đoạn khởi động lại của thị trường, đòi hỏi mỗi cá nhân cần tập trung khôi phục với tinh thần nỗ lực nhiều hơn trước. Cùng với những nỗ lực của cả cộng đồng, Eurowindow cũng có những nhịp chuyển động đáng chú ý mà chúng tôi sẽ truyền tải tới quý vị trong bản tin số 5 sau đây. Trước tiên, xin mời quý vị hãy cùng điểm lại những tin tức chính trong cuối tháng 4 và đầu tháng 5 vừa qua. Eurowindow bắt tay cùng tập đoàn FLC tại dự án FLC Diamond 72 Tower tại Hải Phòng. Hội nghị hợp tác phát triển giữa công ty cổ phần Eurowindow và công ty tư vấn đầu tư và phát triển xây dựng Đại Đồng. Sản phẩm nội thất Eurowindow, giải pháp tổng thể cho không gian sống chất lượng. Eurowindow lọt top 3 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất ngành xây dựng, vật liệu xây dựng 2019. Chương trình thi đua toàn quốc hoàn thành mục tiêu dinh nhiều giải thưởng. Thưa quý vị, sáng ngày 8 tháng 5, Eurowindow và tập đoàn FLC đã ký kết hợp tác chiến lược về việc thiết kế giải pháp tổng thể và thi công sản phẩm vách nhôm kính cho tòa tháp FLC Diamond 72 Tower tại Hải Phòng. Đây là sự kiện đánh dấu mốc phát triển quan trọng giữa hai bên hướng tới mục tiêu cùng đồng hành kiến tạo nên một trong ba tòa tháp cao nhất Việt Nam. Theo đó, trên cơ sở quan hệ hợp tác bình đẳng cùng có lợi, chủ đầu tư đồng ý sử dụng sản phẩm cửa và vách kính mặt dựng của Eurowindow. Đồng thời, Eurowindow cam kết sẽ cung cấp sản phẩm đúng chất lượng, đáp ứng tiêu chí kỹ thuật và tiến độ với chi phí cạnh tranh nhất. Đại diện chủ đầu tư cho biết, sự bắt tay giữa FLC và Eurowindow tạo nên nền tảng vững chắc cho việc thi công xây dựng một công trình đạt chuẩn quốc tế, làm gia tăng giá trị đẳng cấp cho cao ốc 72 tầng cao nhất miền Bắc. Bên cạnh FLC Diamond 72 Tower với 70 tầng nổi, Eurowindow đã khẳng định năng lực thi công sản phẩm cửa và vách nhôm kính lớn trên nhiều công trình cao ốc đẳng cấp khác. Thưa quý vị, với gần 18 năm hình thành và phát triển, sản phẩm mang thương hiệu Eurowindow đã hiện diện trên hàng chục nghìn công trình trong và ngoài nước. Để đạt được những thành tựu đó, không thể thiếu sự đồng hành của các kiến trúc sư, kỹ sư và nhà tư vấn thiết kế. Thấu hiểu được điều này, Eurowindow đã không ngừng tìm kiếm và mong muốn được hợp tác với các đối tác uy tín. Vào ngày 8 tháng 5 vừa qua, Hội nghị hợp tác phát triển giữa công ty cổ phần Eurowindow và công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển xây dựng Đại Đồng đã diễn ra tại Hà Nội. Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện hai bên đã lần lượt giới thiệu về sản phẩm, năng lực cũng như thế mạnh của công ty. Phía đối tác đã dành nhiều thời gian để cùng tìm hiểu, chia sẻ về sản phẩm nội thất mang thương hiệu Eurowindow. Chúng ta cùng có những quan điểm phát triển cùng với nhau, như là chiến lược về phát triển công trình xanh, công trình có phát triển bền vững và đem lại những cái sản phẩm có giá trị tốt cho khách hàng. Đấy là những quan điểm đồng điệu và mình sẽ hợp tác được với nhau rất nhiều dự án trong tương lai. Sau những trao đổi thảo luận giữa nhà sản xuất và đơn vị tư vấn, hai bên đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác cùng phát triển, thống nhất cùng nhau kiến tạo và hiện thực hóa những không gian sống an toàn, chất lượng. Hai bên thống nhất cùng nhau hợp tác trên tinh thần chủ động, tận dụng lợi thế riêng có để nâng cao sức mạnh thương hiệu và mở rộng cơ hội ký kết hợp đồng với các khách hàng tiềm năng, thúc đẩy sự tăng trưởng của hai bên. Trong thời gian vừa qua, Đại Đồng và Eurowindow đã có bước khởi đầu cơ bản thông qua hợp tác tại một số dự án. Với việc tìm hiểu sâu hơn về sản phẩm và định hướng của nhau, hai bên đã có tiếng nói chung để có thể hợp tác hiệu quả tại các dự án quy mô hơn trong tương lai. Thưa quý vị, không ngừng sáng tạo và nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu của khách hàng, Eurowindow tiếp tục khẳng định uy tín trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, thi công lắp đặt sản phẩm nội thất, mang đến một giải pháp tổng thể về không gian sống chất lượng cho khách hàng Việt. Eurowindow cung cấp sản phẩm nội thất liền tường như tủ bếp, tủ quần áo, tủ chậu lavabo, vách ốp tường, vách ốp trần, nội thất văn phòng thiết kế theo xu hướng xanh nghệ thuật sáng tạo, nội thất khách sạn, biệt thự, chung cư, nhà riêng và sàn gỗ có nguyên liệu đa dạng từ ván gỗ tự nhiên, ván gỗ công nghiệp, ván gỗ nhựa. Theo đuổi triết lý độc đáo, tinh tế và đẳng cấp trong từng thiết kế, các sản phẩm nội thất Eurowindow được hình thành dưới óc sáng tạo của các kiến trúc sư,
sự khéo léo của đội ngũ công nhân sản xuất với nhiều năm kinh nghiệm, sự am hiểu tâm lý khách hàng thể hiện trong từng chi tiết và chính xác đến từng mm nhờ dây chuyền sản xuất tiên tiến hiện đại. Đặc biệt, nắm bắt nhu cầu của khách hàng, Eurowindow đã cung cấp dịch vụ đồng bộ với đầy đủ dịch vụ từ tư vấn thiết kế đến sản xuất, thi công lắp đặt và bảo hành trọn gói. Đối với gói dịch vụ nâng cao, khách hàng có quyền lựa chọn kiến trúc sư và tư vấn thiết kế theo yêu cầu. Với mong muốn là mang đến thị trường một cái giải pháp tổng thể cho không gian sống chất lượng, chúng tôi quyết định phát triển dòng sản phẩm nội thất với sản phẩm chủ lực cốt lõi đó là đồ nội thất liền tường. Đồ nội thất liền tường như các bạn biết đó là những đồ nội thất gắn liền với bức tường như là tủ bếp, tủ áo, tủ lavabo và các hệ thống vách trang trí. Với công nghệ phát triển và nguồn nguyên vật liệu ngày càng phong phú và đa dạng đến từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi tin rằng là sản phẩm của nội thất của Eurowindow sẽ có chỗ đứng trên thị trường và mang đến cho khách hàng những giá trị thiết thực nhất. Đến với nội thất Eurowindow, khách hàng sẽ tiết kiệm được tối đa thời gian, chi phí cũng như là tất cả những công tác để chuẩn bị và hoàn thiện cho căn nhà của mình. Chúng tôi sẽ tư vấn và đưa ra những giải pháp về vật liệu, về kích thước để tiết kiệm tối ưu về chi phí. Chúng tôi sẽ đại diện cho khách hàng thực hiện tất cả những cái công tác về nội bộ, làm việc các chủ đầu tư, các đơn vị tổng thầu và phối kết hợp với các nhà thầu khác. Đặt yếu tố chất lượng, an toàn với sức khỏe người sử dụng và thân thiện với môi trường lên hàng đầu, sản phẩm nội thất Eurowindow sử dụng nguyên liệu đạt các tiêu chuẩn châu Âu như EN13329, E1, E0 và tiêu chuẩn chống trầy xước AC4, AC5. Đặc biệt, giải pháp thiết kế mô đun linh hoạt giúp gia chủ có thể thay đổi kiểu dáng, công năng sản phẩm mà không cần phải loại bỏ toàn bộ vật liệu cũ. Đối với những cái dòng sản phẩm ván gỗ công nghiệp thì tiêu chuẩn của chúng tôi phải đạt tiêu chuẩn từ E0, E1. Đó là có hàm lượng formaldehyde ở mức thấp nhất, hoàn toàn có thể thân thiện với cả môi trường và với con người. Đối với sản phẩm ván sàn gỗ công nghiệp, nguồn nguyên liệu cốt lõi ván gỗ công nghiệp HDF của chúng tôi được khai thác hoàn toàn từ gỗ tự nhiên ở một số quần đảo ở Malaysia và được chế tạo, sản xuất theo tiêu chuẩn của châu Âu với bề mặt đạt tiêu chuẩn AC4 và AC5, hoàn toàn thân thiện và phù hợp với cả môi trường sống, sinh hoạt của người Việt Nam cũng như là trên thế giới. Sản phẩm nội thất Eurowindow đã được nhiều khách hàng nhà riêng và chủ đầu tư tin tưởng lựa chọn, sử dụng cho các công trình biệt thự, căn hộ chung cư, nhà riêng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, văn phòng làm việc. Thưa quý vị, với chiến lược tuyển dụng và quản trị nhân sự hiệu quả cùng môi trường làm việc chuyên nghiệp, ngày 24 tháng 4 năm 2020 vừa qua, Eurowindow đã được vinh danh trong top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2019 và lọt top 3 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất ngành xây dựng và vật liệu xây dựng do Career Builder công bố. Khảo sát nhà tuyển dụng yêu thích 2019 là một trong những cuộc khảo sát thường niên uy tín do Career Builder Việt Nam thực hiện. Trong suốt một tháng diễn ra chương trình, khảo sát đã thu hút 18.588 đáp viên trên toàn quốc. Việc giữ vững vị thế là một trong những thương hiệu tuyển dụng tốt nhất Việt Nam, một lần nữa đã khẳng định hiệu quả từ những bước cải tiến liên tục của Eurowindow trong hoạt động thu hút nhân tài, phát triển nhân lực xuất sắc và tạo dựng được môi trường làm việc lý tưởng cho người lao động. Thưa quý vị, khối kinh doanh là lực lượng nòng cốt, duy trì và thúc đẩy sự phát triển của công ty. Nhằm mục tiêu khuyến khích các chiến binh kinh doanh gia tăng doanh số bán hàng nhà riêng và dự án không ban trong quý 2 năm 2020, hướng tới mục tiêu hoàn thành doanh số 6 tháng đầu năm, công ty đã phát động chương trình thi đua hoàn thành mục tiêu dinh nhiều giải thưởng, với tổng giải thưởng lên tới gần 2 tỷ đồng. Theo thể lệ, chương trình thi đua được áp dụng cho khối kinh doanh, bao gồm các phòng kinh doanh, bộ phận hành chính kinh doanh trên toàn quốc và phòng marketing và truyền thông. Các chỉ tiêu cần hoàn thành trong chương trình bao gồm doanh số, doanh thu nhà riêng và dự án không ban và mã số khách hàng. Chương trình thi đua được ban lãnh đạo phát động trong thời điểm thị trường xây dựng đang dần khôi phục lại sau dịch Covid-19, sẽ là động lực khuyến khích các cán bộ nhân viên tiếp tục nỗ lực trong công việc, giữ vững tác phong kinh doanh chuyên nghiệp, mang đến cho khách hàng sự hài lòng cao nhất. Vừa rồi là những thông tin nổi bật nhất trong tháng 4 và đầu tháng 5 vừa qua. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.